kênh Áo Phông Hàn Quốc.com. Như các bạn biết, Áo Phông Hàn Quốc từ trước tới giờ là một cái website chuyên cung cấp áo phông trơn nói riêng và các cái mặt hàng thời trang như quần bò, váy và các mặt hàng nói chung về thời trang khác. Nói chung thì trong video này mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm và đánh giá cái mẫu áo phông tại cửa hàng Áo Phông Hàn Quốc.com. Với rất là nhiều áo phông thì từ trước tới giờ, từ những cái năm rất là hàng chục năm, thập niên 90, 80 trở về trước, thì chiếc áo phông luôn là một cái người bạn đồng hành với tất cả mọi người từ trước đến giờ và không bao giờ bị lưu mốt. Và với cái xu thế và cái tính bền vững của nó thì chúng tôi chọn kinh doanh áo phông là một cái mặt hàng gắn bó lâu dài và đi tới cuối chặng đường của công việc kinh doanh của chúng tôi. Thì trên mặt thị trường thì có rất là nhiều cái mẫu áo phông với nhiều họa tiết hoa văn khác nhau gây lên xe tự nhiên mốt, và chúng tôi chọn mặt hàng kinh doanh là áo phông trơn, bởi vì nên quý khách rất nhiều quý khách đã lựa chọn áo phông trơn để mà sử dụng trong cái công việc sinh hoạt hàng ngày của mình, và một số đội nhóm như là các lớp học, các cái công ty, tổ chức đoàn thể, các cái hiệp đoàn du lịch đã lựa chọn áo phông trơn để làm đồng phục đội nhóm cho mình. Thì chúng tôi có cả cung cấp cả cho khách hàng tiêu dùng và cung cấp số lượng cho các cái đội nhóm để làm đồng phục. Thì như trong video này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn chiếc áo phông trơn màu ghi. Mà như các bạn biết là chiếc áo phông này thì có rất là nhiều cỡ size khác nhau, ví dụ như là size S cho người 1m50 đến một người 1m8 thì bên website chúng tôi đều có cung cấp hết. Và như trong video này là áo phông size L, size hơi lớn một chút. Đây là người mẫu cao 1m9. Và thì áo phông có màu ghi sạm, họa tiết trơn. Họa tiết trơn. Chất vải vừa vặn. Khá là dày dặn, không mỏng quá, không dày quá. Chất liệu thì là cốt tông pha, giúp cho quý khách mặc thoáng mát trong mùa hè. Các cái đường chỉ may rất là chắc chắn, không bị sòm. Và họa tiết thì trơn nên là quý vị có thể in hoặc là sử dụng để in đồng phục, hoặc là sử dụng làm đồng phục in logo họa tiết của công ty mình vào để làm đồng phục, hoặc là có thể sử dụng luôn thường mặc để mặc thường ngày để đi làm và thay đổi màu sắc theo nhiều ngày khác nhau. Với giá của chiếc áo phông này thì chỉ khoảng vài chục nghìn, và chúng tôi có một cái chương trình đặc biệt, đó là với những khách hàng mà mua số lượng từ 2 chiếc cho đến 5 chiếc cho đến nhiều hơn thì chúng tôi sẽ giảm ngay giá thành vào giá của sản phẩm. Và quý vị càng mua nhiều, từ số lượng càng nhiều thì giá thành của chiếc áo phông càng rẻ đi. Thì quý vị hãy để lại thông tin đặt hàng ở trong website áo phông Hàn Quốc.com của chúng tôi, để nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi có thể tư vấn khách hàng về giá thành và số lượng và những cái ưu đãi mà khách hàng được nhận khi mà mua với số lượng hoặc là đi mua sản phẩm tại áo phông Hàn Quốc của chúng tôi. Nếu mà quý vị quan tâm đến thời trang nói chung và những cái chiếc mẫu áo phông mới thì quý vị hãy đăng ký kênh và ấn like video để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã xem video này, gặp lại quý vị trong những video sau.